thì tôi cũng có tham khảo một chút về một số nhà đầu tư ở trên thị trường trên thế giới. Thì đây là ông Philip Fisher, ông được gọi là cha đẻ của đầu tư tăng trưởng. Và triết lý đầu tư của ông đấy là đầu tư vào các công ty có tiềm năng phát triển này. Ông đầu tư dài hạn, những cái thông tin ông lựa chọn là thông tin quan trọng và càng đơn giản thì càng tốt. Thứ hai là ông Benjamin Graham, thì đây là nhà đầu tư giá trị. Với chiến lược đầu tư của ông đó là chỉ mua khi chắc chắn rằng công ty đó có giá trị cao hơn chi phí của nó. Thứ hai đó là bán ngay khi công ty được định giá quá cao. Và thứ ba là hiểu rằng thị trường luôn biến động. Và ông có một câu đấy là đầu tư có hệ thống cuối cùng sẽ được đền đáp với điều kiện là nó được tuân thủ một cách tận tâm và can đảm trong mọi điều kiện của thị trường. Thì đây là ông đưa ra cái hệ thống đầu tư của ông là đầu tư bằng các khoản tiền bằng nhau và các khoảng thời gian, như đầu tư vào các tháng và đầu tư theo quý. Tích lũy đều đặn theo tháng. Đúng không? Thì thật sẽ mang lại cái lợi ích và cái có thể làm giàu nhanh trong dài hạn. Đây là cái nguồn ông, cái hệ thống đầu tư đều đặn của ông là 10.000 đô la. Và sau từ năm 2005 đến năm 2019, thì đến năm 2019 thì lên đến 1.545.000 đô la. Và đây là ông Jack Bogle, thì ông là người tiên phong trong đầu tư chỉ số. Thì chiến lược đầu tư của ông là đa dạng hóa, giữ chi phí thấp, giữ trong thời gian dài và đừng cố gắng kéo thời gian, nắm giữ nó với số lượng lớn. Tiếp theo là Warren Buffett. Thì triết lý đầu tư của ông là theo hai nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất là đừng để mất tiền, và nguyên tắc thứ hai thì không bao giờ quên nguyên tắc thứ nhất. Và ông có một câu là suy thoái của thị trường thì không làm phiền đến chúng ta, và đó là cơ hội để tăng quyền sở hữu của chúng ta đối với các công ty lớn, để có thể có sự quản lý tuyệt vời với giá tốt. Và đây là ông nói về là nếu như mà chúng ta sợ hãi và tham lam thì các nhà đầu tư sẽ phải ra vào thị trường vào những khoảng thời gian không thuận lợi. Tiếp theo là ông Peter Lynch. Nguyên tắc đầu tư của ông đấy là đừng sợ thay đổi mọi thứ, hãy luôn biết giải thích tại sao, và kiến thức chính là sức mạnh. Và ông cũng có một câu là nhiều tiền đã bị mất bởi các nhà đầu tư đã cố gắng suy đoán sự điều chỉnh của thị trường hơn là mất trong chính sự điều chỉnh. Đó là một số những nhà đầu tư lớn trên thị trường. Vậy thì các chuyên gia có thể thảo luận về vấn đề này, đó là tại sao chúng ta cần quan tâm đến các triết lý đầu tư, và các triết lý đầu tư được các nhà đầu tư nổi tiếng trên thế giới đúc kết như thế nào, và các triết lý đó được phân ra các nhóm cụ thể như thế nào và cách áp dụng ra sao. Thì xin mời các chuyên gia cùng thảo luận. Mai nhỉ? Mai hiểu. Thực ra nếu mà mình nói về triết lý đầu tư thì hiểu nôm na nó là một cái logic vận hành được trên thực tế. Nó vừa có mang tính học thuật, tức là có nghiên cứu mặt khoa học, và nó phải chứng minh được trong thực tế qua thời gian là nó kiếm được tiền, nó có hiệu quả. Thì các triết lý này thường là do các Duyên giới thiệu vừa nãy, chính là những cái người thành công với một cái logic nào đó, họ có nghiên cứu, họ có tổng hợp và họ chứng minh được. Tức là giáo sư đại học thì có rất nhiều, nhưng mà những cái người mà tức là nhất quán đi theo một cái logic và chứng minh được với thị trường là họ kiếm tiền được cái logic đó, thì họ trở thành những cái nhà đầu tư vĩ đại như vậy. Qua đó chúng ta nhìn thấy là để thành công trên thực tế thì vừa phải có sự nghiên cứu khoa học, vừa phải áp dụng tính kỷ luật vào trong đó. Cho nên là cái việc tức là làm cái gì mình phải có logic là một, và thứ hai là mình có kỷ luật là hai, và là làm trong một thời gian dài nhất quán, thì đấy chính là cái việc mà tại sao mà làm cái công việc đầu tư này cần phải tuân theo các triết lý đầu tư.
chứ không phải là mình nay mình nhìn thấy cái này mai mình nhìn thấy kia và nó chưa được kiểm chứng ấy. Thì xác suất mà mình kiếm được tiền và mình tích lũy tiền nó rất là thấp. Còn cái câu là triết lý đầu tư đấy thì đúc kết thì có rất nhiều người nói về chuyện về các nhiều triết lý, nhưng mà mình nhìn xuyên suốt thì đề cao tính, tức là một cái logic ấy, thì mà đúng để có thể xác suất người ta đúng ấy, thì là phải kéo càng dài thời gian ra thì xác suất đúng nó càng cao. Nhưng mà để cái chuyện mà người bình thường mà theo được một thời gian dài ấy, thì họ cần sự kiên nhẫn đấy. Thứ nhất là phải theo một cái gì đấy nhất quán, thứ hai là kiên nhẫn và kỷ luật trong cái việc mà tại vì là mình biết là thị trường lúc lên lúc xuống thì cái quan trọng là cái lúc đó mình cái duy nhất mình nhớ đấy chính là cái logic mà mình đang theo đuổi chứ không phải là tình trạng thị trường nữa, thì cái đấy đòi hỏi tính kỷ luật rất là cao. Thì nôm na lại thì mình thấy là xuyên suốt là thời gian dài, sự tính kỷ luật và sự kiên nhẫn. Thì còn phân nhóm thì là anh Tùng anh ý đổi phân nhóm rồi. Vậy thì anh Khoa có ý kiến gì không? Bàn về vì sao chúng ta cần quan tâm đến triết lý đầu tư ấy, thì từ trải nghiệm cá nhân của mình ấy, thì mình trước đây thì mình là đứa thích đọc sách và thích sưu tập chứng chỉ. Mình học cả CFA và CMT. Nói chung là đọc sách của các giáo sư thì các vị ấy viết thì rất đầy đủ. Nhưng mà không có một cái gì nó là trọng tâm cả. Và sau khi mình học xong đấy, mình thấy cái hiệu quả đầu tư của mình nó rất kém. Thì sau này mình đi làm nhiều và mình va vấp nhiều. Và mình cũng gặp được một vài tiền bối, những người mà thực sự đã trải nghiệm thị trường sâu sắc ấy. Thì các anh ấy có nói rằng là mày sách vở quá. Và cái mà mày cần ấy, bây giờ ấy, ít thôi, nhưng mà nó chất vào. Thì cái ít và chất đấy chính là cái triết lý đầu tư. Tức là những cái nó đã gọt rũa đi những cái thứ thừa thãi rồi. Và không chỉ là một sự chất nữa, mà nó phải là cái chất nó phù hợp với mình. Đó, thì từ đó thì mình cũng bắt đầu đi một con đường nó gọi là tạm gọi là nó ma đạo hơn một chút, tức là nó không phải là con đường theo kiểu là học thuật quá, mà bắt đầu đi học những cái phương pháp, đặc biệt là đọc sách của những cái vị mà người ta đã có những cái quá trình trải nghiệm dài và thành tựu. Thì cũng phải thừa nhận rằng là cái quá trình mà mình thu nhập những cái kiến thức trước đây ấy, nó đã giúp ích cho mình trong cái việc mà mình có những hiểu biết nền tảng để mình khi mình đọc về những cái thành công của họ thì mình hiểu thì ra là như thế, hóa ra là cái ví dụ như là PE được dùng như thế nào cho nó đúng chẳng hạn. Đó, thì mình nghĩ rằng triết lý đầu tư là một cái mà ở đây theo quan điểm của mình nó không có một cái triết lý đầu tư đúng cho tất cả trường hợp và đúng cho mọi người, chắc chắn là như thế. Sẽ có những triết lý nó đúng cho mình nhưng hoàn toàn sai với ví dụ bạn Duyên chẳng hạn. Và triết lý đầu tư là một cái rất riêng và mỗi người phải tự đi tìm nó trên cơ sở tự mài giũa. Thì các triết lý nhà đầu tư được đúc kết như thế nào thì mình nghĩ là để ra được một câu nói như của ngài Buffett là nguyên tắc thứ nhất là đừng để mất tiền, và cái nguyên tắc thứ hai là không được để quên nguyên tắc nhất ạ, đúng không ạ? Thì để mà mổ xẻ cái vấn đề đấy ra thì mình nghĩ là nó rất là tốn rất là nhiều cái thảo luận, và có thể chúng ta cũng chưa hiểu thực sự hiểu đúng nó đâu. Nhưng mà đúng là một cái không thể đúc kết mọi thứ trong một câu nói được, rất khó. Nên là cách tốt nhất là mình hãy cứ tự đi và học hỏi và trải nghiệm, để cuối cùng mình cứ quán chiếu vào cái câu nói đấy để mình xem là cái tầng nghĩa mà cụ Phép cũng muốn nói cho chúng ta là như thế nào. Thì mình nghĩ là cách học như thế là nó sẽ hiệu quả. Tức là cái đào sâu triết lý như thế. Tùng thì thấy rằng trả lời câu hỏi tại sao chúng ta cần quan tâm đến triết lý đầu tư ấy, thì sau khoảng hơn 10 năm thực hiện đầu tư thì Tùng thấy rằng kiểu khi mình quản lý một danh mục đầu tư thì nó giống như là mình là thuyền trưởng của một con thuyền ấy. Và khi mà mình đầu tư thì giống như mình đi trên biển á. Và khi mà đi trên biển thì chúng ta cần một cái thứ gọi là la bàn để chúng ta định hình phương hướng, và thì nếu có la bàn thì chúng ta mới không bị lạc đường, không bị đi vào tâm bão và đến bến bờ của mình.
thì cái chi phí đầu tư này nó đóng vai trò giống như cái la bàn của chúng ta ấy, để chúng ta gai, tức là hướng dẫn chúng ta trong quá trình hành, trong cái hành trình vượt biển ấy để đi đến cái đích của mình. Nên là đây là một cái Tùng đánh giá rất là quan trọng, và giống như Tùng rất đồng ý với cả ý kiến của Khoa ấy, là cái la bàn của chúng ta ấy, nó có những nguyên tắc rất là đơn giản thôi, nó không quá phức tạp, nó là những nguyên tắc cốt lõi, nhưng vấn đề là chúng ta thực hiện cái nguyên tắc đấy kỷ luật và xuyên suốt giống như anh Hiệp nói, trong một khoảng thời gian rất là dài, 20 năm 30 năm, thì chúng ta mới có thể thành công. Vậy anh Quang thì sao, anh Quang cho ý kiến? Mình nghĩ là từ cá nhân mình cũng tham gia vào thị trường 13 năm rồi, thì cũng công nhận là cái giai đoạn đầu lúc mà tham gia vào thì làm gì có kiến thức gì, thậm chí còn không thể biết là có một cái concept gọi là triết lý đầu tư đó. Không biết có một cái sự tồn tại luôn. Đấy, thì lúc đó chỉ có mỗi một cái tinh thần tham có tiền đó. Thì mình thấy như thế là trả giá thường là sẽ khá là đắt, nếu mà chúng ta không có một cái nguyên tắc ngay từ cái ban đầu. Đấy, thì dần dần thì ban đầu cũng nhận thấy được, thì mình nghĩ là trả lời cho câu hỏi tại sao, thì mình nghĩ như này này. Tức là vì là mình tham gia vô cái thị trường này, cái lòng tham của mình, con người mình bao giờ có yếu tố tâm lý hết, nó sẽ bị cuốn theo, đúng không? Ví dụ chẳng hạn đơn giản thôi, là biết được thông tin là có một bên nó làm game như này, mà nó biết là nó hứa là chắc chắn sẽ lên cái giá rồi, thì tự dưng là lòng tham của mình nổi lên cực khủng luôn. Đấy, và tiền bao nhiêu mình sẽ dồn hết vào đó, mà mình không bao giờ lường được là cái trò chơi đó nó có những cái rủi ro gì. Lúc đó là mình có thể đặt bao nhiêu sách là mình bỏ hết. Thực tế là nó là như vậy, nếu mà mình không kiềm chế được cái điều đó. Cho nên là nhìn đi nhìn lại thì mình cảm thấy là khi mà có một hệ thống triết lý nhé, cho dù bất kỳ triết lý nào nhé, không kể nó là phải của ông Warren Buffett mới là nhất đâu, hay là ông Ray Dalio, hay ông Peter Lynch đâu, bất kỳ triết lý nào luôn, nhưng mà điều quan trọng nhất là ông phải giữ kỷ luật, ông follow nó và ông áp dụng cho ông, xong ông sửa dần cái hệ thống đó để cho nó phù hợp. Thì là nó sẽ giúp mình gì? Giúp mình là mình kiểm soát được cái lúc mà nó xảy ra cái tình huống mà khiến cho lòng tham mình dễ nổi lên, hay là cái sự sợ hãi của mình mà dẫn đến là mình hành động nó mù quáng, nó không theo cái lý trí nữa. Thì lúc đó cái triết lý là cái thứ mà nó sẽ kéo lại, mình không nói là 100%, nhưng mà chắc chắn nó sẽ kéo lại bớt một phần. Đúng rồi, đấy. Và cái điều thứ hai là khi mình xây dựng một cái hệ thống cho mình thì nó sẽ có yếu tố mình rút kinh nghiệm theo thời gian, mà nãy Khoa cũng có nói, không có một cái triết lý nào hoàn toàn ưu việt hết, mà mình có thể nhặt nhạnh những cái thứ đó cho mình, và mình cải tiến cho nó phù hợp với mình, để giúp cho mình kiểm soát được cái tâm lý khi mà nó xảy ra những cái tình huống cụ thể. Thì đó là cái lý do tại sao mà chúng ta rất là cần quan tâm đến cái này. Với lại một điều thứ hai nữa, mình nghĩ là chắc là cũng không phải ngẫu nhiên mà tự dưng là người ta đúc kết, đúng không ạ, thành những cái trường phái, những cái ông nổi tiếng như thế, vì chắc chắn là nó đã được chứng thực theo thời gian rồi. Và còn cái chuyện mà đúc kết như nào thì mình nghĩ như này nhé, mình nghĩ là những người này đa số các trường hợp là không phải ngay từ đầu họ có được một cái triết lý tốt đâu. Đúng, ví dụ ta nhìn ngay trường hợp của Ray Dalio, trong cái câu chuyện đó, nếu mà anh em để ý theo dõi kỹ thì sẽ thấy nhiều người khác thì họ cũng không phải lúc nào họ cũng chia sẻ kỹ hết, nhưng mà Dalio là chia sẻ rất kỹ, đúng không? Thì ban đầu ông cũng có một hệ thống và ông nghĩ là ông quá tài năng, ông thất bại khủng khiếp luôn. Đấy, xem bắt đầu từ thất bại đó, ông mới đúc kết lại và ông ra được một hệ thống và test liên tục một thời gian rất là dài, thì cuối cùng mới định hình được một cái mà được coi là phù hợp cho họ. Cho nên mình nghĩ rằng là khi mà chúng ta tìm hiểu cái này là chúng ta phải tìm hiểu cặn kẽ xung quanh cái điều kiện của người ta như nào để khi mà họ phát triển được hệ thống đó, chứ không phải chỉ là đọc mỗi cái là nguyên tắc của ông này là một là này, hai là này, chúng ta áp dụng mù quáng sẽ rất là nguy hiểm, mình nghĩ là như vậy. Như vậy thì sau cái quá trình bàn luận và ý kiến của các chuyên gia ấy, thì khi mà nhà đầu tư có cái triết lý đầu tư thì sẽ giúp cho nhà đầu tư có thể rút ngắn được cái thời gian để đi đến cái mục đích trong quá trình đầu tư của mình. Và trên thế giới thì có rất là nhiều những cái triết lý đầu tư, và mỗi một nhà đầu tư sẽ có một cái triết lý phù hợp với mình, thì nhà đầu tư có thể tham khảo và dần dần sửa các triết lý đầu tư cho riêng mình. Vậy thì mỗi một người phù hợp với một triết lý đầu tư riêng, và các chuyên gia của chúng ta ở đây cũng vậy. Vậy thì các chuyên gia đã áp dụng các triết lý đầu tư như thế nào, và đã đạt được những thành công và thất bại gì, và các chuyên gia rút ra được bài học gì để có thể chia sẻ với các nhà đầu tư?